Hi, chào các bạn. Lâu lâu á thì gia đình mình cứ về quê, thì mỗi lần về quê thì mình sẽ cùng với gia đình mình đi câu cá. Nói chung là ở quê mình nó có rất là nhiều cá, đặc biệt là cá bóng dừa ha cả nhà. Giờ mình theo chân là mấy mấy anh mấy cháu đi câu thử coi dính được bao nhiêu con cá cả nhà ha. Đây, mời cả nhà mình đi câu cá nè. Theo chân mấy anh đi câu cá bóng à. Cái này không có ngay nước lớn mà phải không? Nước vừa mới lớn á. Nước vừa mới lớn vô câu thôi, được đó vô nhóc. Kìa kìa nó giật kìa, nó giật kìa. Giật lên, giật lên. Giật gần cao lên. Hoa sen. Sen này chưa nở. Còn mấp 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 à. À có ngó sen nãy thấy ngó sen đâu rồi, ngó sen. Đó đó. Cái ngó sen đó, ngay móng tay của mình đó. Câu với hồ sen. Nước trong ra nước này như nước lợ lợ rồi phải không? Ừ, có ốc nữa kìa Thịnh. Bắt ốc không? Ừ, bắt ốc không? Không có được đâu. Bắt ốc không? Cái này lội xuống bắt ốc là có ốc ăn á. Kìa, nó luôn kìa. Ốc đắng và ốc bu nữa, thấy ốc luôn á. Dạ, ốc đắng nữa kìa nhóc kìa. Bên kia con nữa kìa. Đây nào? Ủa không phải, miếng lá. Đây đậu nó đúng không? Rồi lại đây, chiều ốc đắng. Nhóc luôn á. Kéo mấy cái dây rau muống đồ đó, nó nằm dưới mấy cái dây này nè. Kìa thấy không? Cho miếng lá kìa. Cái bên này nè, rau, rau ngổ nè. Chín cho quen. Đợi ta chiều ta bóc bát ra ăn cái này sao nổi. Ê. Nước lớn nhiều cho nên là câu chưa được, chỉ hết chân mới có 1 2 3 4 con cá bóng à. Chỉ mấy con ốc. Chỉ mấy con ốc. Tổng cộng câu cả buổi trời được có 4 con cá à, 4 con cá bóng dừa à. À 4 con cá kho không biết đủ ai ăn ai nhịn nữa, thôi giờ đi ra hái rau rừng vô nấu canh ăn thôi các bạn. Hái rau rừng vô nấu canh ăn chứ ăn độn rau. Chứ giờ cá có 4 con là làm gì ăn bây giờ. Đó. Giờ là mình hái rau. Đó. Video của mình đến đây là hết cả nhà ha. Nhiều khi mình đi câu nhưng mà thật sự chưa chắc là sẽ được cá, cho nên là bây giờ ăn đỡ rau. Chúc các bạn một cái ngày thật vui vẻ ha. Bye bye. Bye bye và tạm biệt các bạn nè.